Bộ ba lấy danh nghĩa người nhà lọt hot search sau màn tái hợp mặn mòi tại Kim Ưng. Vừa tái hợp, bộ ba anh em liền lên hot search bởi màn trình diễn đầy thú vị. Trên sân khấu khai mạc giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 30, Trương Đân Thành, Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long đã cùng nhau tái hiện ca khúc Nhìn Thấy Nơi Xa Khác. Bộ ba lấy danh nghĩa người nhà lọt hot search sau màn tái hợp mặn mòi tại Kim Ưng. Vừa tái hợp, bộ ba anh em liền lên hot search bởi màn trình diễn đầy thú vị. Trên sân khấu khai mạc giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 30, Trương Đân Thành, Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long đã cùng nhau tái hiện ca khúc Nhìn Thấy Nơi Xa Nhất, khiến khán giả không khỏi bồi hồi xúc động. Sau khi công bố các đề cử cho giải truyền hình Kim Ưng lần thứ 30, theo thông báo từ phía ban tổ chức, buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trường Sa Hồ Nam. Chia làm 3 hoạt động chính bao gồm lễ khai mạc, diễn đàn Kim Ưng và gala tổng kết trao giải. Theo đó, buổi lễ khai mạc mùa giải Kim Ưng lần thứ 30 chính thức diễn ra với chủ đề Kim Ưng 30 chính đương triều. Tổng cộng có 32 bộ phim truyền hình và 21 nam diễn viên tranh giải. Để trở nên phù hợp hơn với sự phát triển trong thời đại mới, giải thưởng Kim Ưng cũng được mở rộng, bổ sung thêm hạng mục dành cho các chương trình tạp kỹ, phim tài liệu và phim hoạt hình. Xuất hiện trong đêm khai mạc là sự góp mặt vô cùng đặc biệt của bộ ba diễn viên chính trong bộ phim siêu hot trong thời gian, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Trương Đân Thành, Đàm Tùng Vận và Tống Uy Long. Vừa tái hợp, bộ ba anh em liền lên hot search bởi màn trình diễn đầy thú vị. Trên sân khấu khai mạc giải thưởng truyền hình Kim Ưng lần thứ 30, Trương Đân Thành, Tùng Vận và Uy Long đã cùng nhau tái hiện ca khúc Nhìn Thấy Nơi Xa Nhất, khiến khán giả không khỏi bồi hồi và cảm động. Màn trình diễn như thước phim tua nhanh, kể lại quãng thời thanh xuân có nước mắt, có nụ cười của ba anh em. Kết thúc màn biểu diễn tiếp tục nhận phỏng vấn, Đàm Tùng Vận cho biết không chỉ ở trong phim, ngoài đời cô nàng cũng được cưng chiều chăm sóc hết mực. Lúc chúng em đi ra ngoài, đều là hay anh trả tiền. Trả lời câu hỏi trong các vai diễn đã từng đảm nhiệm, bản thân thích vai diễn nào nhất? Đàm Tùng Vận, Lý Tiêm Tiêm, phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Viên Kim Hạ. Tống Uy Long, đôi khi em thích Lăng Tiêu, phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, đôi khi lại thích Nguyên Tống, phim Chạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Trương Đân Thành, Tử Thu trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà khá giống với em, vì sự tương phản của cậu ấy khá lớn. Em trong đời sống bình thường cũng có sự tương phản tương đối lớn. Bên cạnh đó, cả ba khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng hết mình trong thời gian sắp tới, đem đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay và xuất sắc hơn nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.